chứng điển hình. Thế mà, trước khi xuất hiện các triệu chứng điển hình của bệnh tiểu đường, đã thấy xuất hiện các biến chứng về mạch máu và thần kinh. Các yếu tố như tỷ lệ phát bệnh, bệnh trình dài ngắn, bắt đầu chữa trị sớm hay muộn, hiệu quả chữa trị xấu hay tốt, dường như có quan hệ chặt chẽ với bệnh tiểu đường. 71. Thế nào gọi là tuột đường huyết? Những nguyên nhân nào gây ra tuột đường huyết? Hội chứng tuột đường huyết do nhiều nguyên nhân khiến cho nồng độ đường trong máu hạ xuống đến 2,6 mmol l trở xuống, 50 mg phần trăm gây ra các triệu chứng như tim thẳng thuốc, vã mồ hôi, tay rung, người buồn bực, co giật, thậm chí là hôn mê. Những triệu chứng lâm sàng này gọi là biến chứng tụt đường huyết. Nguyên nhân dẫn đến triệu chứng tụt đường huyết là: 1. U bướu tế bào tuyến tụy, ung thư tuyến tụy, vi đại và tăng sinh tế bào tụy, u bướu bên ngoài tụy, làm cho lượng insulin tiết ra quá nhiều, tạo thành phản ứng tụt đường huyết. Ở người bình thường, bộ cam tổ chức đảo tụy chỉ sản xuất ra hai đơn vị insulin, nhưng khi tổ chức bị u bướu thì sẽ tiết ra đến 80 đơn vị insulin. Khi chú, đảo tụy còn gọi là đảo nhỏ, bao Langerhans. Để kỷ niệm nhà bác học này đã tìm ra nó, đó là những nhóm tế bào to nhỏ không đều phân bố trên tuyến tụy, gồm hai loại tế bào A và B, công năng chủ yếu là chuyển hóa đường. 2. Do trạng thái hưng phấn quá độ của cặp thần kinh số 10 kích thích vào tế bào tuyến tụy tiết ra quá nhiều gây ra tình trạng mất cân đối công năng thần kinh thực vật, làm cho hàm lượng đường trong máu hạ thấp đột ngột. 3. Người mắc bệnh nặng ở gan, gây ra giảm thiểu tổng hợp glucogen và cản trở phân giải gluco-gan. Khi đường huyết hạ thì lại không thể kịp thời bổ sung, tạo thành phản ứng tụt đường huyết. 4. Chức năng thì thể não bị giảm sút, ức chế việc giải phóng ra hormone somatrophin, khả năng dị hóa glucogen xuống thấp, hàm lượng đường trong máu sụt, tạo thành tụt đường huyết. 5. Lâu ngày đối khác, ăn uống không đủ mà lại tiêu hao quá nhiều, có thể mắc chứng chán ăn do thần kinh, hấp thụ kém mạng tính, bị đi ngoài mạng tính, đái đường do bệnh thận, làm cho tụt đường huyết. 6. Do những điều kiện nhất định nào đó, các kháng thể thụ thể insulin lại gây tác dụng giống như insulin, lúc bụng đói sẽ gây ra tụt đường huyết. 7. Do sau bữa ăn, việc tiết insulin lại bị chậm trễ cho đường huyết tăng cao. Nhưng 3 đến 5 giờ sau bữa ăn, tiết insulin mới đạt đến cao trào, thế là dẫn đến phản ứng tụt đường huyết. 8. Do liều lượng insulin và thuốc hạ đường sử dụng quá cao gây ra tụt đường huyết vì lý do y tế. 72. Vì sau khi bị tụt đường huyết thì bệnh nhân có biểu hiện thẳng thốt, tay chân rung, vã mồ hôi, thậm chí nói nhảm, co giật, hôn mê. Thẳng thốt, rung tay chân, vã mồ hôi là những biểu hiện điển hình của tụt đường huyết. Do phản ứng tụt đường huyết, sản xuất kích thích tuyến thượng thận tiết dịch nhiều hơn, khiến cho thần kinh giao cảm hưng phấn, trong lâm sàng sẽ thấy biểu hiện lâm sàng thẳng thuốc run tay chân vã mồ hôi đó là những triệu chứng ban đầu của hạ đường huyết khiến ta biết được có khả năng bị tụt đường huyết để kịp thời uống thuốc sau đó mười mấy phút triệu chứng sẽ hết đường huyết chính là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho tế bào não khi bị tụt đường huyết thì các tổ chức cơ thể sẽ lợi dụng fatty acid làm nguồn cung cấp năng lượng tuy nhiên tổ chức não chỉ có thể lợi dụng đường glucose không thể lợi dụng fatty acid Nói cách khác, tổ chức não hết sức nhạy cảm với triệu chứng tụt đường huyết. Nếu những triệu chứng ban đầu không được thống chế kịp thời, thì khả năng hấp thụ oxy của tổ chức não sẽ bị giảm sút nhanh chóng. Thiếu oxy tác động xấu đến hệ thống thần kinh. Khi nghiêm trọng sẽ làm chức năng não mất điều khiển, bị trở ngại, thể hiện các hành vi nói nhảm, đánh người, co giật và hôn mê. 73. Trường hợp nào hay xảy ra hôn mê do tụt đường huyết? Khi bệnh nhân sắp sửa bị tụt đường huyết, thì đầu tiên là vỏ não bị ức chế, làm cho ý thức mơ hồ, khả năng định hướng và khả năng nhận biết mất hẳn. Tâm trạng hoảng loạn, nói năng nhảm nhí, khi lớp dưới màn não bị ức chế thì sẽ sinh ra hoảng loạn, tim đập nhanh, dạng nở đồng tử, khi kích thích đến não giữa thì sẽ xuất hiện ngất liệm, dần dần chuyển thành hôn mê, mất hết phản xạ, huyết áp tụt nhanh, rất khó hồi phục. Nếu bệnh nhân tụt đường huyết thời gian dài thì rơi vào tình trạng hôn mê do tụt đường huyết. 74. Bệnh tim mang tính chất tiểu đường có những triệu chứng gì? bệnh tim mang tính chất tiểu đường là những triệu chứng ở tim phát sinh ra theo bệnh tiểu đường. Thông thường, người mắc bệnh tiểu đường có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim, co thắt cơ tim, biến chứng mạch máu nhỏ, số loạn chức năng thần kinh thực vật dẫn đến nhịp tim thất thường và công năng tim thất thường. Có đến 70-80% bệnh nhân tiểu đường chết vì các biến chứng tim mạch máu não. Do vậy, cần phải hết sức coi trọng các biến chứng tim mạch của bệnh tiểu đường, cần tìm mọi cách để khống chế ngăn chặn. Bệnh tim do tiểu đường chủ yếu có các triệu chứng sau một trong trạng thái nghỉ ngơi mà tim vẫn đập quá nhanh mỗi phút có thể đập từ 90 lần trở lên hiện tượng này tương đối cố định và hay bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh hai tắc nghẽn cơ tim mà không gây đau đớn điều đáng nói ở đây là những người bị tắc nghẽn cơ tim cấp tính đa phần lại không phải là bệnh nhân tiểu đường cần phải nâng cao cảnh giác vì có đến một nửa bệnh nhân không hề có triệu chứng điển hình trên lâm sàng ví dụ không thấy đau đớn vùng phía trước mà chỉ có biểu hiện nôn nao nôn mửa suy tim kiểu ứ máu và nhịp tim đập hỗn loạn, ngất xỉu do nguyên nhân tim hoặc chỉ thấy mệt mỏi rã rời. Cũng vì triệu chứng lâm sàng không rõ rệt nên hay phạm sai lầm trong chuẩn đoán hoặc chuẩn đoán sót, đe dọa đến mạng sống, nguyên nhân tắc nghẽn cơ tim mà không gây đau đớn, chủ yếu là do bị tổn thương thần kinh thực vật. 3. Huyết áp thấp do tư thế Huyết áp do tư thế là trường hợp khi bệnh nhân đang nằm mà ngồi bật dậy. Áp lực khi co vượt quá 4 k 3 tức 30mm thủy ngân áp lực lúc giãn vượt quá 2,64 kPa, tức 20 mm thủy ngân, còn gọi là huyết áp ở tư thế đứng. Nguyên nhân dẫn đến triệu chứng này chủ yếu là do bị tổn hại về thần kinh thực vật. Khi bị huyết áp tư thế đứng, người bệnh sẽ cảm thấy ván đầu, bãi hoải, thổn thức, vã mồ hôi hột, mờ mắt, thậm chí ngất xỉu. Triệu chứng này hay xảy ra sau khi uống các loại thuốc hòa huyết. Lợi tiểu, chống trầm út dạng tri nuclear, thuốc dạng nở mạch máu. 4. Đột quỵ bệnh nhân tim do tiểu đường có thể bị đột quỵ do các loại kích thích gây ra sốc cảm nhiễm hay gây mê để mổ trong lâm sàng thường đột quỵ trong trường hợp nhịp tim bị hỗn loạn nghiêm trọng bị ngất xỉu vì lên cơn đau tim người bệnh chỉ cảm thấy tức ngực thoảng thốt rồi nhanh chóng phát triển thành ngất xỉu hôn mê dẫn đến tử vong 75. bệnh mở trong máu cao cùng xảy ra với bệnh tiểu đường có những đặc điểm gì do mắc bệnh tiểu đường gây ra rối loạn về chuyển hóa lipid dẫn đến triệu chứng tăng nồng độ cho electron trong máu. Một người bệnh tiểu đường dạng không phụ thuộc insulin có mức insulin trong cơ thể tương đối cao, vì thừa insulin nên thúc đẩy mở được tổng hợp quá thừa, dẫn đến triệu chứng tăng nồng độ cholesterol do nguyên nhân nội tiết. Đồng thời, lipoprotein có mật độ cực thấp cũng tăng cao. Do lipoprotein mật độ cực thấp ở trong máu lại được chuyển hóa thành lipoprotein có mật độ trung bình và lipoprotein mật độ thấp, làm cho lipoprotein mật độ thấp tăng cao. Ngoài ra, do có quá nhiều insulin làm cho hoạt tính của một số enzyme mạnh thêm, đưa đến tình trạng cholesterol được hợp thành trên thành động mạch tăng cao, gây ra hiện tượng sơ cứng động mạch. 2. Đối với người bệnh tiểu đường dạng phụ thuộc vào insulin, thì trong cơ thể thiếu insulin làm cho hoạt tính của enzyme lipoprotein giảm sút, cản trở việc loại bỏ triglycerides và lipoprotein mật độ thấp, dẫn đến triệu chứng triglycerides cao do tiểu đường và triệu chứng cao lipoprotein mật độ thấp do tiểu đường. Đó là những nguyên nhân gây ra các chứng bệnh cùng phát sinh sơ vữa động mạch, tiến triển thành các chứng bệnh ở cơ quan quan trọng như tim, não, thận. Từ đó, việc chữa trị chứng bệnh mỡ trong máu cao phát sinh theo bệnh tiểu đường chủ yếu phải đi theo hướng tích cực khống chế bệnh tiểu đường. Nếu đơn thuần sử dụng thuốc hạ mỡ trong máu không phải là biện pháp cơ bản có những đặc điểm gì? Tài liệu có liên quan của nước ngoài cho biết, tỷ lệ người mắc bệnh cao huyết áp trong số bệnh nhân tiểu đường cao hơn hẳn so với người bình thường số người cao huyết áp chiếm đến 40 đến 80% số bệnh nhân tiểu đường do bệnh nhân tiểu đường dễ bị biến chứng mạch máu tim mạch hơn người bình thường do vậy mối đe dọa cao huyết áp đối với bệnh nhân tiểu đường là rất lớn nói com vn mời các bạn cùng theo dõi 6 nội dung dưới đây để giải thích rõ cho nội dung bệnh huyết áp cao cùng phát sinh theo bệnh tiểu đường có những đặc điểm gì một, nguồn tin cho biết bệnh nhân tiểu đường thuộc giống da vàng như người Trung Quốc, người Nhật Bản. Chết độc tử do cao huyết áp biến chứng từ tiểu đường cao hơn nhiều so với người da trắng, được đánh giá là chiếm tỷ lệ hàng đầu trong nhóm bị tiểu đường. Số bệnh nhân bị tắc động mạch não biến chứng từ tiểu đường nhiều hơn bệnh chảy máu não. Do vậy, bệnh tiểu đường là một trong những nguyên nhân nguy hiểm dẫn đến bệnh cao huyết áp gây ra biến chứng mạch máu não. 2. Bệnh nhân tiểu đường, đặc biệt là bệnh nhân tiểu đường nữ có tỷ lệ mắc bệnh nhồi máu cơ tim và bệnh tim dạng cao huyết áp cao hơn hẳn người thường. Biểu hiện bệnh tim phát sinh theo bệnh tiểu đường thường là loạn nhịp tim, cơ tim phì đại, tim phì đại và liệt cơ tim rất dễ dẫn đến suy tim, tắc nghẽn cơ tim, ngất và độc tử do bệnh tim. 3. Nguyên nhân cao huyết áp theo bệnh tiểu đường cũng rất dễ bị sơ cứng động mạch ngoại vi và hoại tử. 4. Nếu người mắc bệnh tiểu đường kèm theo huyết áp cao cũng rất dễ phát sinh các bệnh về thận như sơ cứng tiểu cầu thận, ở những người bệnh này, cao huyết áp được coi là một biểu hiện của bệnh thận, nhưng cũng có thể xuất hiện cao huyết áp trước khi xuất hiện bệnh thận. 5. Người bị cao huyết áp do bệnh tiểu đường cũng rất dễ xảy ra các biến chứng ở đáy mắt, như phình vi mạch, phù gai, xuất huyết, sơ cứng động mạch, dẫn đến mù loà. 77. Thế nào gọi là bệnh mạch máu biến chứng từ bệnh tiểu đường? 1. Biến chứng mạch máu lớn, chủ yếu ở đây muốn chỉ động mạch phanh, mạch máu não và mạch máu chi dưới bị biến chứng do bệnh tiểu đường. Đối với người tiểu đường thì được biểu hiện như là điều kiện tiên đề để phát sinh bệnh. Cũng là điều kiện thúc đẩy bệnh tiến triển nhanh gây ra triệu chứng điển hình là sơ vữa động mạch, nghẽn cơ tim, tai biến mạch máu não và hoại tử mút chi dưới, tỷ lệ phát bệnh tương đối cao. Hai Biến chứng mạch máu nhỏ, còn gọi là vi mạch. Triệu chứng cụ thể là các màng để động mạch ở phía trước các vi mạch và mau mạch này bị hóa dày, đưa đến biến chứng ở thị võng mạc, tiểu cầu thận và tim. 78. Bệnh mạch máu biến chứng từ bệnh tiểu đường có những đặc điểm gì? Bệnh tiểu đường được coi là nguyên nhân chủ yếu và nguy hiểm dẫn đến nhồi máu cơ tim, bệnh càng lâu, càng dễ gây ra các cơn đau hoàng tim, tắc nghẽn cơ tim. Kết quả quan sát theo dõi gần đây ở nước ngoài cho thấy, trước khi xuất hiện các triệu chứng lâm sàng của bệnh tiểu đường dạng không phụ thuộc insulin thì các nguyên nhân nguy hiểm từ bệnh tiểu đường dẫn đến nhồi máu cơ tim do mạch máu lớn mang yếu tố bệnh tiểu đường đã xuất hiện rồi, so với bệnh tiểu đường dạng không phụ thuộc insulin thì tỷ lệ sinh ra tắc nghẽn cơ tim ở bệnh tiểu đường dạng phụ thuộc insulin cao gấp 2 lần. Còn thiếu hụt công năng do tắc nghẽn cơ tim cao gấp 2 lần. Tỷ lệ tử vong cũng cao gấp 2 lần. Một đặc trưng khác của nhồi máu cơ tim mang tính chất tiểu đường. Khi tắc nghẽn cơ tim thông thường không biểu hiện triệu chứng gì, chỉ là do cơ tim thiếu máu không hề gây đau đớn. Một biến chứng khác là nhịp tim rối loạn, suy tim, ngất xỉu do bệnh tim. Sau khi dịu lại cũng rất dễ tái phát, tỷ lệ tử vong khá cao. 79, bệnh mạch máu não biến chứng từ bệnh tiểu đường có những đặc điểm lâm sàng gì? Đặc điểm lâm sàng của bệnh mạch máu não biến chứng từ tiểu đường chủ yếu là hay xuất hiện tắc mạch máu não, còn chảy máu não thì ít xảy ra. Ở một số ít bệnh nhân có biểu hiện thiếu máu não trong khoảnh khắc hoặc xuất huyết khoan dưới võng mạc hình mạng nhện. Do độ dính nhớt trong máu người bị tiểu đường tăng cao nên hiện tượng hồng cầu dồn đóng vào một chỗ nhiều hơn. Hiện tượng tiểu cầu máu dính vào thành mạch hoặc tiểu cầu kết dính vào nhau cũng nhiều hơn. Vibro protein cũng tăng cao, làm cho bệnh nhân tiểu đường hay bị tắc mạch máu não. Một đặc điểm khác của biến chứng mạch máu não do tiểu đường là thường hay xuất hiện tắc nghẽn trung tâm và các ổ bệnh thường tái phát nhiều lần. Biểu hiện bên ngoài là đần độn, liệt một nửa, động tác mất hài hòa, liệt não giả tưởng. Vị trí tắc mạch thường nằm ở hệ thống động mạch gốc tụy sống. Biểu hiện bên ngoài là vị trí lực giảm sút, trí nhớ giảm sút, hay quên, bước đi lao đảo hoặc bị liệt nửa người. Một vấn đề cần cảnh giác là các bệnh nhân tắc mạch máu não do tiểu đường, hàm lượng đường trong máu khi bụng đói vẫn nằm trong phạm vi bình thường. Do vậy, đối với bệnh nhân tiểu đường, nếu chỉ khống chế tốt đường huyết khi bụng đói là chưa đủ, mà còn phải đồng thời kiểm tra thêm mỡ trong máu, độ dính của máu, hệ số đông máu, nhằm đề phòng xảy ra tai biến mạch máu não. 80. Thế nào gọi là bệnh thận mang tính chất tiểu đường? Bệnh thận mang tính chất tiểu đường là do ở người bệnh tiểu đường xảy ra tình trạng rối loạn chuyển hóa đường, làm cho mạch máu nhỏ biến chứng dẫn đến sơ cứng tiểu cầu thận. Tỷ lệ mắc bệnh tương đối cao được coi là một trong những nguyên nhân quan trọng đưa đến tử vong của người bệnh tiểu đường. Biến chứng thận có thể bị ngay từ giai đoạn đầu của bệnh tiểu đường, nhưng ở giai đoạn đầu thường không thể hiện triệu chứng gì. Ở người bệnh tiểu đường dạng phụ thuộc insulin thì khoảng 10 năm sau khi mắc bệnh tiểu đường mới thấy có biểu hiện lâm sàng của biến chứng thận. Ở người bệnh tiểu đường dạng không phụ thuộc insulin thì thời gian này còn dài hơn, tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp biểu hiện lâm sàng xuất hiện sau 5 đến 7 năm. Đa phần biểu hiện lâm sàng lúc mới phát sinh thường là đái albumin xuất hiện ngắt quãng, trong nước tiểu có thể có bạch cầu và tế bào hình ống. Đái albumin hay xảy ra khi người mệt mỏi, cảm nhiễm hoặc bị bệnh tiểu đường không được kiểm soát như ý. Về sau theo tình hình bệnh tật ngày càng tăng nặng thì chu kỳ đái albumin cũng ngày càng rút ngắn, thậm chí liên tục xảy ra đồng thời xuất hiện thêm các triệu chứng khác như định lượng albumin trong nước tiểu cao hơn, huyết áp tăng, phù thủng, suy thận, còn có thể bị nhiễm độc nước tiểu. 81. Biểu hiện lâm sàng của bệnh thận mang tính tiểu đường là gì? Ở giai đoạn đầu của bệnh mang tính tiểu đường, hầu như không có biểu hiện lâm sàng rõ nét. Thông thường, sau khi bị tiểu đường từ 10 năm trở lên mới có biểu hiện biến chứng thận lâm sàng rõ rệt. Ở phần lớn bệnh nhân, khi tiến hành kiểm tra thường quy thì phát hiện ra đái albumin ở giai đoạn cuối thì biểu hiện là suy chức năng thận. Thời kỳ đầu của bệnh thận do tiểu đường, tức là khoảng 1 đến 2 năm sau khi mắc bệnh tiểu đường, thường là bài tiết vi lượng albumin, sau khi vận động thì tăng thêm, thì thường bệnh nhân hầu như không nhận thấy biểu hiện gì. Tình trạng này kéo dài một số năm, nếu như được chữa trị một cách hiệu quả thì trong một thời gian ngắn có thể loại trừ các triệu chứng này để trở lại bình thường nhưng nếu không đối phó với nó một cách nghiêm túc thì bệnh tình sẽ nhanh chóng phát triển. Biểu hiện lâm sàng điển hình của bệnh thận do tiểu đường là sau nhiều năm bị tiểu đường, thấy triệu chứng đầu tiên là đáy albumin khởi đầu là ngắt quãng với hàm lượng thấp. Sau đó, đáy albumin liên tục với định lượng cao. Khi phát hiện ra vấn đề này thì hệ số lọc của tiểu cầu thận có thể đang bình thường hoặc đã bị suy giảm. Sau đó, hệ số lọc của tiểu cầu thận suy giảm nhanh chóng. Theo con số thống kê thì cứ mỗi tháng giảm 1% sau 6 đến 7 năm thì chuyển thành suy kiệt chức năng thận. Đến giai đoạn này, bệnh nhân thường xuất hiện thêm các triệu chứng như một, Các triệu chứng tổng hợp của bệnh thận, gồm thải qua nước tiểu một lượng lớn albumin, phụ thủng máu nhiễm albumin hàm lượng thấp. Cảnh báo cho người bệnh biết bệnh tình đã phát triển đến giai đoạn cuối. Người bệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi rã rời, nếu chức năng thận quá suy yếu thì sẽ bị thiếu máu và huyết áp cao. Biến chứng chỉ có xu hướng ngày càng nặng không có biểu hiện dịu bớt. 2 huyết áp cao người bệnh xuất hiện tăng huyết áp mức độ vừa phải khi có triệu chứng tổng hợp của bệnh thận thì trường hợp tăng huyết áp xảy ra tương đối phổ biến có thể liên quan đến sơ cứng ống thận 3. các biểu hiện khác của bệnh tiểu đường sau khi ở người bệnh xuất hiện các triệu chứng bệnh thận do tiểu đường thì thường kèm theo triệu chứng mạch máu võng mạc và thần kinh ngoại biên một khi xuất hiện biến chứng thận do tiểu đường vì hệ số lọc của tiểu cầu thận giảm sút làm cho tổng lượng đường cô trong dung dịch lọc hạ thấp có thể được ống thận nhỏ táp thụ một bộ phận lớn hoặc hoàn toàn từ đó xuất hiện triệu chứng không khớp khi đo thấy đường huyết cao đường niệu bình thường hoặc tỷ lệ đường huyết và đường niệu không phù hợp trước tình hình đó không nên căn cứ vào hàm lượng đường niệu để gia giảm lượng insulin mà phải căn cứ vào hàm lượng đường huyết để điều chỉnh 82 làm thế nào để chẩn đoán sớm bệnh thận mang tính tiểu đường bệnh thận do tiểu đường được coi là một trong những bệnh hàng đầu dẫn đến tử vong đối với bệnh nhân tiểu đường cụ thể là chết vì suy kiệt chức năng thận do đó chuẩn đoán và chữa trị sớm đối với bệnh thận do tiểu đường có ý nghĩa quyết định đối với thời gian sống còn của người bị bệnh tiểu đường theo kết quả điều tra cơ bản và lâm sàng hiện nay cho thấy trong giai đoạn đầu của bệnh thận do tiểu đường nếu không chế tốt hàm lượng đường huyết dùng thuốc đúng bệnh thì có thể cứu vãn tình thế bệnh thận muốn chuẩn đoán sớm bệnh thận do tiểu đường thì cần chú ý một số mặt như sau có sẽ nói đến, mời các bạn cùng theo dõi bốn mặt cần chú ý nếu muốn chuẩn đoán sớm bệnh thận do tiểu đường. một Giai đoạn phát triển bệnh thận đầu tiên Các nhà y học ở Trung Quốc nhận thấy rằng, trước khi người bệnh tiểu đường xuất hiện triệu chứng thận lâm sàng, thì có một giai đoạn chuẩn bị ủ bệnh mà biểu hiện chủ yếu là thể tích thận tạng tăng và hệ số lọc của tiểu cầu thận cũng tăng. Ngoài ra lượng albumin thải ra qua nước tiểu tăng dần. Qua kiểm tra siêu âm B đối với thận tạng, có thể biết được thể tích thận lớn hay nhỏ còn muốn kiểm tra hệ số lọc của tiểu cầu thận thì người bệnh phải kiêng ăn thịt trong 2 ngày và hạn chế vận động, lấy mẫu nước tiểu và lấy mẫu máu để hóa nghiệm. trong giai đoạn đầu bệnh thận do tiểu đường hệ số lọc của tiểu cầu thận có thể tăng đến 40%, còn định lượng albumin thải qua nước tiểu trong vòng 24 giờ vượt quá 200 mg. 2. Vi lượng albumin trong nước tiểu Trước khi xuất hiện triệu chứng đái albumin lâm sàng do bệnh thận mang tính chất tiểu đường thì trong nước tiểu của người bệnh thường đã chứa một lượng nhỏ albumin. Đây là tín hiệu ở thời kỳ sơ phát bệnh thận, nhưng nếu kiểm tra theo cách thường quy thì không nhận thấy kết quả, và kiểm tra theo cách phóng đại hoặc cấy men liên hợp thì mới cho kết quả. Ở người bình thường thì lượng albumin thải qua nước tiểu trong 24 giờ không vượt quá 30mg. Từ 30 đến 250mg được coi là vi lượng albumin. Tình trạng vi lượng albumin trong nước do tiểu đường. 4. Biến chứng ở phỏng mạc Biến chứng ở phỏng mạc gần như xảy ra đồng thời với bệnh tiểu đường khi các triệu chứng bệnh thận thể hiện rõ ràng thì có thể nói khả năng biến chứng ở võng mạc là 100%. Do vậy, kiểm tra đáy mắt được coi là cửa sổ để phát hiện biến chứng toàn thân. Trong đó, thận kèm kiện đó là 1. Không chế bệnh tiểu đường thường xuyên lâu dài, luôn giữ mức đường huyết ổn định trong phạm vi bình thường. 2. Không chế lâu dài huyết áp trong phạm vi lý tưởng, tức là 16,8 trên 11,5 k3, tức 125 trên 85 mm thủy ngân. 3. Trong thời kỳ đầu của bệnh thận do tiểu đường, nên ăn uống các loại thức ăn chứa albumin thấp. Mỗi ngày nên không chế lượng albumin ăn vào trong khoảng 0,75 đến 0,89 trên 1 kg trọng lượng cơ thể. 84. Dự đoán bệnh tình bệnh thận mang tính tiểu đường sẽ ra sao? Tốc độ phát triển của bệnh thận mang tính tiểu đường ở mỗi người một khác. Có bệnh nhân duy trì tình trạng đái albumin trong nhiều năm mà chức năng thận vẫn giữ được bình thường. Có người tuy định lượng albumin trong nước tiểu rất ít và chẳng có biểu hiện lâm sàng điển hình, nhưng lại nhanh chóng tiến triển đái albumin lên mức nghiêm trọng, tiên lượng bệnh rất xấu. Khi bệnh thận do tiểu đường phát triển đến mức thể hiện triệu chứng lâm sàng điển hình, thông thường biểu hiện qua các triệu chứng tổng hợp của bệnh thận. Ví dụ, trong nước tiểu chứa hàm lượng albumin lớn, phù thủng, trong máu chứa hàm lượng albumin thấp, lipoprotein trong máu tăng cao và huyết áp cao. Một số trường hợp người bệnh không hề có biểu hiện triệu chứng tổng hợp của bệnh thận. Chỉ có hai biểu hiện trong nhiều năm liên tục đó là phụ thủng và máu nhiễm albumin thấp. Khi xuất hiện huyết áp cao, chứng tỏ mức độ bệnh thận đã tăng nặng, chức năng thận tiên lượng xấu. Anhydrid trong máu và cơ tăng cao, cao huyết áp và suy thận ảnh hưởng qua lại với nhau, tạo ra vòng tuần hoàn đáng sợ. Ở giai đoạn cuối của bệnh thận, theo đà tăng của huyết áp, chức năng thận suy kiệt đến mức xảy ra nhiễm độc nước tiểu. Người bệnh thường kèm theo tai biến hệ thống tim mạch và võng mạch. Bệnh nhân thường chết vì tắc nghẽn cơ tim, nhiễm độc nước tiểu, cảm nhiễm hoặc suy kiệt chức năng thận. 85. Suy kiệt chức năng thận có những biểu hiện gì? Khá nhiều bệnh tật góp phần đưa đến hậu quả là suy kiệt chức năng thận. Biểu hiện chủ yếu là chức năng thận suy giảm, các sản phẩm chuyển hóa bị ứ đồng, mất cân bằng diễn giải và axit base. Trong thời kỳ đầu của suy thận, người bệnh thấy hệ số loại trừ anhydrid trong cơ bị giảm thấp, chức năng cô đặc nước tiểu kém. Hệ số bài tiết phenol giảm thấp, đến khi chức năng thận suy sụp hoàn toàn thì mới xuất hiện các triệu chứng lâm sàng rõ rệt, chủ yếu gồm các mặt biểu hiện dưới đây một biểu hiện trên dạ dày và đường ruột khi suy thận đến giai đoạn nhiễm độc nước tiểu thì biểu hiện rõ nhất là chán ăn buồn nôn nôn đi lỏng khả năng xuất huyết đường tiêu hóa hai biểu hiện qua tâm trạng và hệ thống thần kinh tinh thần suy sụp người bãi hoải choáng váng nhức đầu trí nhớ giảm sút mất ngủ nóng rác và đau nhức tay chân và ngứa ngáy ban đêm thèm ngủ mê sảng co giật hôn mê ba biểu hiện qua hệ thống tim mạch đến giai đoạn thận suy hay xuất hiện huyết áp tăng cao, tổn thất cơ tim, suy tim, viêm màng tim do nhiễm độc nước tiểu. 4. biểu hiện ở hệ thống lai tàu máu. Đến giai đoạn thận suy thì người bệnh thường bị thiếu máu không có khả năng bù đắp hay bị xuất huyết, sưng tấy dưới da, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, xuất huyết đường tiêu hóa. 5. các biểu hiện khác do thận suy gây ra nhiễm độc axit, người bệnh thở dốc, da khô, đêm đi đáy nhiều. Do đi đáy nhiều nên bị mất nước, rối loạn chất điện giải mất cân đối giữa axit và base, cảm nhiễm thứ phát. 86. Bệnh thận mang tính chất tiểu đường và bệnh huyết áp cao có liên quan gì với nhau? Bệnh thận do tiểu đường có 20% đến 50% kèm theo huyết áp cao, ở giai đoạn đầu phát hiện thường ít mắc thêm huyết áp cao, thể xuất hiện albumin trong nước tiểu khi tỷ lệ mắc cao huyết áp tăng cao rõ rệt, nhất là ở người bệnh thận do tiểu đường bị đi đái albumin liên tục. Trong lâm sàng, gọi triệu chứng huyết áp cao đi cùng bệnh thận do tiểu đường là huyết áp cao mang tính chất tiểu đường. 87. Bệnh thận mang tính tiểu đường và vấn đề đông máu có liên quan gì với nhau? Máu của người bệnh tiểu đường ở một trường mực nào đó đều có hiện tượng tăng trưởng cơ năng đông máu, rất dễ gây ra tắc mạch máu. 88. Biến chứng thần kinh ngoại vi mang tính tiểu đường có những biểu hiện gì? Biến chứng thần kinh ngoại vi mang tính tiểu đường chủ yếu tác động vào thần kinh đùi, thần kinh tọa, thần kinh trung tâm, thần kinh cánh tay thần kinh cổ tay, thần kinh sườn, thần kinh da ngoài đùi. Trong giai đoạn đầu, đa phần người bệnh có cảm giác tê dại, hơi đau nhức nhưng không rõ rệt. Trong quá trình biến chứng thần kinh ngoại vi thì biểu hiện ở chi dưới thường nhiều hơn ở chi trên, cảm giác rõ rệt nhất là tê rần, nóng rát, đau nhức. Có những bệnh nhân đau đến mức không thể chịu đựng nổi, hầu như cảm giác đau ăn sâu vào trong xương tủy, có người chạm vào mới đau, thậm chí không mặc được quần áo, không đáp được chăn, ban đêm đau nhức hơn ban ngày nếu vận động thì có phần giảm bớt. Có bệnh nhân thấy tê rần như có kiến bò từ đầu ngón chân lên đến đầu gối. Khi biến chứng thần kinh ngoại vi tác động đến thần kinh vận động thì có biểu hiện sức mạnh cơ bắp suy giảm. Người bệnh cảm thấy toàn thân rã rời. Biến chứng thường mang tính chất đối xứng, đến giai đoạn cuối thì do suy dưỡng dẫn đến teo cơ. Khi biến chứng thần kinh ngoại vi tác động đến hệ thần kinh thực vật thì có biểu hiện da dẻ trắng bật, tím tái, mỏng bớt ra, nhiều mồ hôi hoặc không ra mồ hôi, móng tay mềm nhũng, rụng lông, vân vân. 89. Thế nào là đau dạ dày mang tính chất tiểu đường? Đau dạ dày mang tính chất tiểu đường là do bệnh tiểu đường gây biến chứng hệ thần kinh thực vật, qua đó tác động đến việc chi phối hoạt động của dạ dày và đốt thần kinh khoan buồn, đốt thần kinh giao cảm, cặp thần kinh số 10, làm cho đáy dạ dày giảm bớt co bóp do căng thẳng. Động lực nhu giảm thiểu, dạ dày co bóp chậm, như vậy thức ăn vào dạ dày không được kịp thời đẩy vào ruột, người bệnh cảm thấy khó chịu ở vùng trung vị và thượng vị buồn nôn, nôn, trướng bụng, chán ăn, bị bệnh lâu ngày thì cơ thể gây sút. Người đau dạ dày dạng này do dạ dày thụ động chậm, chức năng tiết dịch vị của dạ dày bị suy giảm, do đó tỷ lệ lở lét dạ dày thấp, nhưng viêm biểu bị nông dạ dày mãn tính và teo co dạ dày mãn tính lại có tỷ lệ phát bệnh cao. 90. Bệnh đường ruột mang tính tiểu đường có những biểu hiện gì? Bệnh đường ruột do tiểu đường thường biểu hiện ra hai khía cạnh là bí đại tiện và ỉ chảy vì bệnh tiểu đường gây ra mất nước mạng tính, làm cho đa phần bệnh nhân tiểu đường mắc chứng bí đại tiện. Nếu nghiêm trọng, phân vón thành cục to và cứng, mấy ngày mới đi ngoài một lần, thường phải dùng thuốc nhận tràng hoặc súc ruột để hỗ trợ đại tiện. Cũng có một số bệnh nhân tiểu đường lại bị đi lỏng hoặc sang kẽ giữa táo bón với đi lỏng. Khi bị đi lỏng, thường mang các đặc điểm dưới đây. 1. Đi lỏng xuất hiện từng cơn, khi nhiều nhất mỗi ngày đi hơn 20 lần, hết cơn lại trở về bình thường. 2 thường đi lỏng vào sau bữa ăn và sáng sớm hoặc lúc nửa đêm. 3. Phân lỏng đến mức như nước, hoặc đoạn đầu khô, đoạn sau lỏng. Thông thường, phân không lẫn máu mũ, nhưng nếu bị cảm nhiễm thêm thì trong phân lẫn máu mũ. 4. Khi bị lỏng nặng, có thể xảy ra tình trạng mất kiểm soát nhất là về ban đêm, bệnh đường ruột do tiểu đường hay xảy ra vào giai đoạn cuối của bệnh tiểu đường. có sách nói đang giới thiệu đến các bạn chương 4, các chứng bệnh cùng phát sinh và biến chứng mạng tính của bệnh tiểu đường. Kho sách nhỏ sẽ giới thiệu với các bạn nội dung tiếp theo. 91. Thế nào là bệnh bàng quang thần kinh mang tính tiểu đường? Bệnh bàng quang mang tính tiểu đường và thần kinh còn gọi là bàng quang mất lực trương. Từ bệnh tiểu đường biến chứng sang hệ thần kinh thực vật, ảnh hưởng tới thần kinh giao cảm và phụ giao cảm có chức năng chi phối bàng quang, làm cho cơ vòng bàng quang và cơ tiết niệu bị trùng lỏng, đưa đến tình trạng thải nước tiểu bị trục trặc. Một là không đái hết, hai là không đái ra được, gây ra triệu chứng bí đáy bàn quang bị sưng do ứ động. Khi lượng nước tiểu ứ động trong bàn quang vượt quá mức 100ml thì xảy ra triệu chứng xoắn đáy. Người bệnh đáy dầm dễ không bao giờ ngớt, bụng dưới chướng đầy kèm theo mót đáy, đáy dắt, đáy đau và đáy không ra. Nếu tình trạng này kéo dài, do khi nào cũng có nước tiểu sót lại trong hệ thống tiết niệu sẽ gây ra viêm nhiễm, phát triển thành viêm bể thận và viêm thận, cuối cùng là chức năng thận suy kiệt. 92. Bệnh tiểu đường ảnh hưởng như thế nào đến khả năng sinh dục của đàn ông? 1. Liệt dương. Trong lâm sàng có khá nhiều đàn ông bị tiểu đường kèm theo triệu chứng suy giảm chức năng sinh dục, trong đó thường thấy nhất là liệt dương. Liệt dương chiếm 30% đến 60% bệnh nhân tiểu đường nam. Bệnh liệt dương phát bệnh tương đối chậm, bệnh tăng nặng một cách từ từ, dương vật có khi không thể cương cứng, hoặc cương cứng nhưng không đủ lực. Trong giai đoạn đầu mắc bệnh thì hứng thú tình dục còn tốt, nhưng lâu dần không còn hứng thú nữa khoái cảm khi giao hợp cũng không còn. Từ khi liệt dương tạm thời đến khi liệt hẳn mất khoảng 2 năm, trong số những người bị liệt dương do tiểu đường có đến 88% còn bị biến chứng thần kinh thực vật mang tính chất tiểu đường. 2. Không có khả năng sinh sản Do biến chứng thần kinh thực vật ảnh hưởng đến thần kinh giao cảm ở vùng xương chậu, làm cho cơ vòng bàn quang bị trùng lỏng, nên hiện tượng phóng tinh lại ngược trở lên bàn quang gọi là phóng tinh ngược chiều, kèm theo các chứng liệt dương, phóng tinh sớm, hứng thú tình dục giảm sút đó là lý do khoảng 50% bệnh nhân tiểu đường sau khi kết hôn vẫn không thể có con. 93. Như thế nào gọi là bệnh teo cơ mang tính chất tiểu đường? Nói chung, bệnh này phát triển khá nhanh, hai chi dưới yếu đuối, đi không vững, kèm theo hiện tượng teo cơ còn gọi là suy dinh dưỡng do tiểu đường. Nếu tích cực khống chế bệnh tiểu đường thì có thể xoay chuyển được tình thế. Biến chứng dạng này khác với biến chứng thần kinh. Nó thường xảy ra ở người cao tuổi hoặc người mới mắc tiểu đường nhưng khống chế kém. 94 bệnh chân mang tính tiểu đường phát sinh như thế nào người bệnh như thế nào thì dễ phát sinh bệnh chân mang tính tiểu đường bệnh chân mang tính tiểu đường được coi là một chứng bệnh cùng phát sinh tương đối nguy hiểm theo tài liệu thống kê ở nước mỹ năm trên sáu số người bị cắt cục chân có nguyên nhân do bệnh tiểu đường gây hoại tử ở chân gây ra bệnh chân do tiểu đường phát sinh như thế nào nói một cách ngắn gọn người bị bệnh tiểu đường dẫn đến biến chứng thần kinh chân gây ra cảm giác ở chân bị chàm muộn rồi dần dần mắc hẳn làm cho chân bị dị dạng Thêm vào đó là biến chứng mạch máu nhỏ làm cho chân bị thiếu máu. Máu không đủ, tức là chất dinh dưỡng không đủ, đưa đến tình trạng một số bộ phận tổ chức chân mất khả năng hoạt động. Hình thành các vết thương lở loét do một số mạch máu nhỏ bị tắc nghẽn, các tổ chức hoại tử kèm theo viêm nhiễm, nếu mức độ nghiêm trọng thì đành phải cắt cụt. Bệnh nhân loại nào dễ bị bệnh chân mang tính tiểu đường, rơi vào bất kỳ một trường hợp nào dưới đây đều có khả năng phát sinh. Một Bệnh sử tiểu đường đã kéo dài quá 10 năm hoặc tuổi đời bệnh nhân từ 40 trở lên. 2. Người hút thuốc, do hút thuốc nên làm tăng nặng co giật mạch máu, gây khó khăn hơn cho việc tuần hoàn máu. 3. Biến chứng thần kinh chân làm cho chân mất hết cảm giác, động mạch trên mu bàn chân đập yếu hoặc không đập. 4. Chân bị biến dạng thành vòng lên hoặc các ngón toe ra. 5. Đã từng bị lỡ loét chân hoặc các cục chân. Con sẽ nói vừa giới thiệu đến các bạn phần 1 của chương 4 Các chứng bệnh cùng phát sinh và biến chứng mạng tính của bệnh tiểu đường Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Bệnh tiểu đường và cách phòng chữa